比比赛。比赛啊，比赛，等等，数学比赛。去几天？去了几天？5天。啊，去了5天，去了5天，喜欢吗？去泰国觉得怎么样？去泰国觉得怎么样？我去泰国。不好玩，没有好玩。不好玩，不好玩。为什么呢？你想问，不好玩？为什么？觉得泰国菜好吃吗？没好吃。没呀，你他哎，人生没得讲，我明个就没也明来得讲。啊？còn nhận xét một cái gì đó là sao? Bù phủ định cho tính từ chứ. Bù có phủ định cho mấy có phủ định cho tính từ không? Rồi không. Nói lại đi con. Hảo Bu. chứ không? Không hảo chứ. Bu. Không hảo chứ.然后呢？你去有没有去玩火地车哟？Có. 嗯，去哪儿？去哪儿？Three，嗨，火地车哪儿？去什么地方？去泰国。泰国哪里？我喊我你吹干嘛？兄弟，一个你去哪个台呀？tại vì hỏi đi chơi không? Nếu mà con biết một điểm nào đấy chẳng hạn, con nói là Con đi tớ. Chị là ở xe đi phạm. Chứ là nào xe tí phạm. Con đi Bangkok rồi con Chuyên Man Cổ đây vào. Man Cụ Đây, Man Cổ xứ Bangkok. Man Cổ. rồi đi mà rồi đi đi Pattaya. À, Pattaya cái đấy nói làm sao cái đấy nói như thế cũng được bởi vì là không cần phải cái tên đấy nó là tên ấy rồi và Man Cổ có thể nhớ Man Cổ là Bangkok你和谁一起去的？和谁一起去的？Đây, đây là Pattaya trong tiếng Trung nè. Ba thái giá, ba thái giá mà. Chứ. Chết đâu mà? Chết Chứ. đâu? Chứ. Nít giờ mới chưa đâu. Nít giờ mới chưa đâu. Vợ đón. Nít giờ mới chưa đâu. Sao con biết được? Sai. Vợ sai.猜吗？我猜的就不对，猜的话不对。我在。OK，好，我们继续，你接着装傻呀，我喊外卖猪。这个你说一下，学习你在学校有哪些科目？有哪些科目？
Thôi điền như này chia. Ý của con là Liệt kê lên cho cô xem nào. quân hứa có nghĩa là gì? Quân hứa có nghĩa là gì đây? Làm cái trên kia trước đi. Cái từ này mình học rồi, con lại quên rồi. À, Nhanh, con làm nói phần lại, trên đi. con nói lại là, đó là từ gì? Đố con đi à. Đố con đi. Xin cứa thì có cái gì? Phí chi bố hảo này. Mà Phí chi ta này. ý con là quân hứa có nghĩa là gì? Quân xuân.柔和温顺，怎样让我关？念的，Quận nhẹ nhàng chớ gì nữa？Only, only, only con. Từ温này trong từ ôn này, nhiệt độ này, ôn này, ôn gì con? ôn đới, Âm Hán Việt, ôn đới. Ông Hán Việt. ôn hòa. À, ôn hòa. Khứa. Không phải không? Quân, quân, khứa. Thế làm sao? Mình có thể dịch thoát lên là cái gì? Nhẹ nhàng. Dịu dàng. Nhã nhặn. Có biết mấy từ này không? Bro. Điềm đạm. Tính cách điềm đạm. Nhã nhặn. Mềm mỏng. Ê em, liệt kê một số vài muốn học cho cô nào khơ mủ yếu nào chưa khơ mủ. Khoan tiền. Hãy tiên. Học không tập trung hả? Con Luyện nó đàn nói ra cho cô nghe. Mình liệt kê một vài cái thôi nào. Mình làm xong cái này mình mới làm cái kia được chứ. đang Con đáng nhất sẽ rất là chậm, mình học nói thôi nha em. Xua. đây Hay điền xua. nào tin nè Xua. Cô không chấp nhận đọc. Nói ra, học ngoại ngữ nha em. Yili Yili Vừa đánh vừa nói không xem nào. Yili Tí gì? Yili Mẹ Tí lì của tôi. Tí lì của tôi. Yili Tí lì. Mẹ Su Được. Hai tiền hãy vào sớm mà. Hai tiền.
说校园，校园有礼堂，还有什么？有礼堂，还有什么？校园礼堂，还有什么？我忘记了。对，说。对。礼堂，还有什么？除了礼堂，还有什么？礼堂。礼堂。医院，公共，医院吗？有病院的吗？phòng y tế và bệnh viện khác nhau như thế nào? Bệnh viện nó lớn hơn con ạ. Phòng y tế trong trường nó chỉ bé thôi. Nó chỉ đủ phòng y tế thôi. Bệnh viện thì nó ở bên ngoài chứ. Đúng không? Khoai đèn, hay có什么? Thì 什么? Thì ghi thì什么？ghi quả ừ, thì yêu quản thì... Hay có什么？无数quả hay có hay có什么？Suy chia suy叫水楼，对，叫水楼。还有什么？你读啥了？一个呢？出去了，sushi。宿舍。宿舍了，sushi，哈，Lucy 的 Lucy，啊来，哈，这个啊，说跟他，家人，是除啊，了爷爷还有谁？耶耶！爷爷还有谁？对，奶奶。还有谁？嗯。Ôi ba mẹ mẹ đây爷爷奶奶要谁？爸爸妈妈求求cô là gì? Cô gì? Google. Cô. Gì nữa?
Hello Shay. Đây. Tất cả liệt kê tất cả những người trong gia đình của anh ấy cứ phải đánh Cuckoo. Mẹ không vàng. Gì gì á, cậu cậu gì, chú Cậu gì? cậu Su cậu su. Su su ai? Làm nào nó? Chiều chiều. chiều chiều rồi. Con đánh nào, con đánh nào xem nào, con nói mấy cái thơm nào. Người trong gia đình mỗi thế này thôi hả? Về nhà còn ai nữa, anh chị em mà không liệt kê được Đây. số. À. Script. Pupu. Papa. Pupu. 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 Đấy. Hua Cứ vừa hua. bố cứ coi sao mà chị ạ, Đây. chị chia Chị tí tí ờ sấy. Và anh trai là gì? Quên. Ờ. Anh trai là gì á? Trung. Cưa. 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 Cưa cơ. Quê. Mày. Mày. Đây. Ok. Lái sân thị. Con身体有关的词有哪些？từ nào có liên quan nhỉ con nhỉ？Đây. Tap tap tap. Phải đợi. Street.
Hoặc là mấy hôm. Khoai tiền. Hãy để xuống. Thấu thấu pha ta này ở bì gì xuôi bà xuôi bà Bí dự, bí dự. bí gì xuôi bà Xuề, xuề bác. xuôi bà ở tuổi Ừ. chậu chẹ xấu chẹ tu tử giá chữ Ừ, giá trị, giá trị. Ok, xin cửa. Xin cửa bao khổ nả xìa. Bao khổ nả xìa. Khoai điện xua. trận đó性格，性格，包括哪些词？性格，哪些呀？嗯，哪些？我你给哪问？快点，快点！有哪些？
Hoặc là mấy giờ? Tôi chưa tao. Con không biết á hả? Chứ Không biết thì bây giờ mình phải làm gì nhỉ? Không nhớ thì phải làm gì con nhỉ? Trí nhớ của mình nó có hạn đúng không nhỉ? Mình không nhớ thì mình phải làm sao? Sách đâu? Đó, sách theo trong hồ. Hai tiếng. Chào tao là mấy ông? Mấy Tính đi hiệu cho con. vừa mấy hiệu su Cái gì nhớ lại cho cô cái gì mà tính cách rất là nhanh, rất là chậm đấy, vội vàng ấy. chí xin chí xin chí Hoàn xin Thí sinh gì? chí xin chí xin rắn sợ急性子。其心思。
Chí Còn sao nữa? man xin sử À, mang xiên tử. Hay hiểu sao mà? man Tính cách rất là nhiệt tình. Nhiệt tình giúp đỡ người khác. Khẩn cái gì cơ nhỉ? Hay hiểu sao mà Hãy rửa chính. Chỉ khoan sở mà băng. Sở an bang sở mà thích giúp đỡ người khác thì mình có sĩ khoan. Chu Sở an bang chủ. Sở an bang chủ sấy. Run帮助别人，喜欢帮助人，喜欢帮助别人。còn gì nữa không nhỉ？还有什么？急性子、慢性子。xong cái gì mà có một cái bạn bạn đi học suốt ngày bạn mượn đồ người khác ấy, phần cái gì nhỉ con nhỉ? Suốt ngày bạn mượn đồ của người khác thằng bạn cảm thấy cái người này rất là nó khẩn cái gì rấn nhỉ. Thằng gì con rất là phiền phức ấy, cái bạn này rất là phiền ấy. Phản Phản cái gì nhỉ? rấn À, phản phá rấn. Đúng chưa? Phản phá rấn. Đánh nhau xem nào. ân 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 Phá rấn. Đấy, bên ngay mà. Phá rấn này đánh sai rồi. sai Nhìn kỹ. Phá rớn ok. Cũng hiểu sớm làm xin tự rớn. Du học chứ nào đó. Tú xem chứ cơ. Đọc bài này cũng xem nào.
Hai Trần Tú. Chi nén. Chim nén. Suveti. Chu Uyush. Uyush. Chu. Chu. Ủa mẫn dậu y dữ cả y ta khảo số dậu thực khưa khưa mù tô giao khảo Nào, gộ gồm mân khuây sầm mò. mân huy huy khuê phang lẹ cơ thư 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 Mày xưa hôm nay nhỉ? mẹ ít sư Khảo khảo sư câu tô tứ tứ tô tứ tứ cái gì tô cơ? cụ chứ vân y y sang ơi cô ơi, kéo lên để đọc lại từ đầu. Không, đọc tiếp đi. Tí nữa thằng nào cũng hỏi lại xem lại sao. Đọc nốt đi. Đến đọc lại từ đầu. Không. Không chị ạ. Su xuế xuế tự dễ bú chua khảo sư tự y ban đất dài ba xứ phân suối dậu có nghĩa là gì Thì con cứ đọc đi đã. suối dậu Tí có nữa mình vòng lại sau. nghĩa là trái phải hả Nhưng mà Súa dậu所有的科目都要考试，所有mà chữ都。này á ý coi từ này nè đấy là左右đấy là gì, là trái phải trái trái phải phải, nhưng làm sao không phải trái của cái 80 điểm và bên phải của 80 điểm thì con hiểu là gì? Đó, 80 bên trái của nó và bên phải của nó thì là gì? 79 Giờ làm và sao? 80 Thường làm sao? Dưới 80 hoặc là trên 80 thì làm sao? Cái chỗ này nó sẽ là gì? dưới Khoảng. khoảng 80 Khoảng. Chỉ được khoảng 80 điểm thôi. Ủa cái gì nữa? của ly sự xuế vậy bùa hả bùa hả của Ủa gì trinh khẩn. dụng công là ta sư thật ở người dân rồi Mày xưa cái gì nhỉ? dân rồi dụng công ta sư đại sư ly sư khảo sư gọi tô gì ở tô bu chí cứ u chư tao sợ sợ nó khuấy khuấy Thấy gì? khuấy sư Ừ. à
他什么时候会有好事？什么时候？什么时候会有好事？什么时候？听到关？下来。你们刚才来听众呢？五月初，四月底是五月初。然后呢，他们要考什么科目？考哪些科目？要考哪些科目？哪些？也关。嗯？那些科目，哪些？你跟哪关？那些科目，那些科目，跟哪哦？我们听你跟哪嘞？那些科目。哪些？你跟哪关？科目，所有所有的，科目都要考试。对吗？他们有哪些科目？他们都要考哪些？表示什么？所有的科目都要考，懂不懂？他们会放假吗？他们会放假吗？考试前他们会放假吗？会放假，放多长时间的假？放多长时间的假？好问。放多长时间的假？二放两。放什么？零放两个。四个放两个，星期。Thế viết miếng chung một nét.要什么复习功课，对吧？他理科的机关，花脑袋。Đây là các cụ viết tiếng Trung chị.理科trong đó có cái gì đây con? Lý科trong đó có hóa học, số học. Có nghĩa là môn gì nhỉ? Môn tự gì nhỉ con nhỉ? Tự gì nhỉ? Những môn đấy nó gọi là tự gì nhỉ? Tự Tự học nhiên. Môn tự nhiên.
lý khưa cho cô nhá, lý khưa, toán, hóa, đúng chưa, lý khưa, ta学的好不好？再来，理科，他学的好不好？理科，他学的好不好？理科他不好，不好啊，从哪摸到不关我不好？历史路对。理科，理科嘛关，理科的理科。理科，嗯，là môn lý thế nào? toán lý hóa môn tự nhiên thế nào? Mày tha特别喜欢什么课？他特别喜欢什么课？哇塞！化学。每次考试得多少分？这个得多少分？怎么说？哪里？得多少分？九。叫50。90分，以，一三九五六对，90分以上，九十分九以上，九扣五扣然后呢？扣五是扣五，数学呢？数学它一般得多少分？多少？我得多少分？多打多，八十。80分左右。是，他考哪门课学得不80好？cũng biết được như thế này nè.哪门课他学的不好？哪门课？哪门课他学的不好？那历史。历史课，对吧？历史课他学的不好。八十，那你的哪一？历史课他考的及格吗？及格？考的及格吗？考的及格不及格？及格？不及嗯？格？啊，不及格，他知道是为什么吗？回事儿，他知道吗？不知道，啊，不知道，那他学习用功吗？很用功很用功，哼，但是不知道是怎么回事，对吧？不知道。这个我们先看一下生词，这个怎么读？毕业。说毕业，快点，毕业，然后这个西，
希望。希望。啊，希望。打。你干嘛？打算。嗯。然后什么专？专业，专？啊，专业。然后一，什么是？是什么？修，室内，内，室内，内。哦，是啊，什么？设计，设计，设什么？设计，设计，读一下，设计，设计啊，设计什么？设计，设计师，建什么？对，建筑，然后，迁就是。对，建筑师，这个，受。周易，嗯，兽医将什么？将什么？向来可能嗯，会，将来可能会，可能还得读会有个人喊那个谁来啥的哦，可能会。是。嗯，毕业是什么？希望呢？希望永远。那么，没了解了，打算。là danh từ và là động từ cho cô có thể là dự định, có thể là mình định muốn làm gì đó đúng không? Mình định làm gì đó. Chuyên nghiệp是什么？专业是什么？专业了，这个你捐，捐的，去蓝，去哪吗？对，chuyên ngành về我gì nhỉ? chuyên ngành về Thiết kế này hay là về kiến trúc này? kế.设计专业和建筑专业có nghĩa chuyên ngành về kiến trúc hoặc là thiết kế. Thiết kế thì sẽ là gì đây? Thiết kế ở trong nhà đây này, con này, thiết kế và nội thất đây này. Âm bản Việt của mình là nội thất nhưng Trung Quốc là ngược lại, thất xong mới đến từ nội. Thất Ừ. Nội thất có nghĩa là trong phòng đúng không? Thiết kế nội thất, đồ dùng các thứ ở trong trong nhà, trong phòng. Còn kiến trúc này, trang trụ, mình thêm từ sư vào thôi là được ngành nghề rồi. Sâu y là gì nhỉ? Bác sĩ gì nhỉ? Đây. Bác sĩ gì con? Bác sĩ thú À, tôi bác sĩ thú y, sâu y, y. sâu. Thú y âm Hán Việt luôn này, thú y này. Trong lái, tương lai, khả năng sẽ làm sao đó, khả năng hội. Ok, họ, xem chưa nha. Bài tập là cái phần từ mới này là con sẽ phải viết mỗi từ nào, 3 dòng cho cô đấy nhá. Không phải đến lúc một thời gian sau mà nhìn lại con quên mất từ này rồi. Quân khứa các thứ con quên mất rồi. Ok. Bài tập có gì cô nhắn sau cho nghỉ nhá. Xua. Sao chiêu? Ừ. Chắc...